công nhận nha, cái tay nghề nướng sườn mình càng ngày nó càng thấm sâu quỷ khóc rồi chứ. Nướng thấy ngon chưa? Nè, trời ơi, sườn à, trời ơi, vàng ươm luôn, thơm nước mũi luôn, chết thiệt. Thôi gán giỏi đi cho con đỡ cực xíu. Là sao? Chứ giờ con giỏi quá, cái gì ông chủ cũng dựa dẫm cho con hết. Rồi một khi con đi xa, con lấy vợ rồi, ông chủ sao sống? Mày mà lấy vợ mà đi á, tao lấy muối gạo tao rải theo đó. Ủa bị cô hồn hả? Thì đó, nó cũng tự tự vậy đó. Trời ơi, sống với nhau mà đối xử với nhau vậy tàn nhẫn quá. Nói chuyện mày thà nói chuyện đầu gối hay hơn. Chút gì? Trời ơi là trời, bà đi ăn cơm vỉa hè, bà mặc làm dạ hội là sao ta? Ra xong ra mời người ta đi, cô tự nhiên đứng nói nhảm 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 vậy. Bà này bà hát hay lắm. Sao vậy? Phổi bà to lắm. Là sao? Phổi to. Mày vụ gì vụ dư đó nha. Chỗ tao tao đâu rồi không ai bằng. Ra mời người ta ăn uống gì. Con thường thường thấy gái đẹp rồi con nói chuyện được. Ông chủ ơi, cái miệng mày tao gấp vậy đó. Không, nói chuyện ông chủ rồi. Cái cà khó cái đường của tao không à? Cà khó cà này ngon lắm. Ngon. Ngon sao mày không ăn đi? Thôi biết ta có cho không? Ông chủ ơi thì... Có ai bán đồ ăn không ta? À dạ có cô. À, xin lỗi cô dùng cái gì ạ? Quán mình có gì ngon nhất vậy? À quán này là chủ yếu là sườn. Cho dĩa cơm gà. Dạ. Mà khoan cho... Sườn là ngon nhất. Tôi thích ăn cơm gà. Ok, có gà. Cho tôi hỏi là cái quán mình gà có ngon không nhỉ? Ngon, chắc chắn là ngon rồi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc không ngon bằng cô đâu. Ngon bằng tôi là sao? À không, ý tôi nói là cái con gà nó rất là ngon. Dạ, chắc chắn là sẽ ngon rồi. Dạ. Ý anh là tôi già hả? Không, tôi nói con gà chứ tôi nói cô già đâu. Anh so sánh tôi với con gà hả? Dạ, đâu có. Ý tôi nói là con gà nó là cái... nó thịt nó ngon, nó đẹp, nó ngon, nó ngọt. Cũng giống như cô. Ngon, ngọt, kiểu gì? Anh chê tôi. Không, tôi chê cô hồi nào? Rõ ràng anh mới chê tôi luôn á. Thôi coi như là tôi có gì tôi có lỗi, tôi xin lỗi cô. Cô đừng có buồn tôi nha. Nha, xin lỗi cô. Xin lỗi là xong hả? Nhanh đi, đói muốn chết rồi nè. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô ngồi đợi chút xíu nha. Sao mày nói là mày không ra đây? Người ta mày còn ra đây thì đứng chi? Mà nó chắc hơi bị dài lắm ha. Sao vậy? Đi hẹp. Không sợ cảm lạnh nữa ta? Cái gì? Mặt không sợ cảm lạnh hả? Chuyện của người ta. Tới liền. Đây, dạ, mời cô. Dạ, chúc cô ngon miệng. Anh ơi. Dạ. Tôi kêu cơm sườn, tự nhiên đem cơm gà ra là sao? Hồi nãy cô mới nói là cơm gà mà. Tôi kêu cơm sườn. Cô nhớ cô nói cơm gà, cô còn nói là tôi ví cô như con gà rồi cô nói chê cô dài đó, cô nhớ chưa? Không. Tôi hỏi anh là món nào ngon nhất, anh nói cơm sườn. Tự nhiên giờ đem cơm gà, ai ăn? Ok. Chắc chắn. Cơm sườn, tôi sẽ lấy dĩa cơm sườn cho cô. Dạ. Sao vậy? Nư cơm gà. Trời ơi. Cơm sườn. Để chút xíu đi, sao tự nhiên cái kỳ cục vậy? Mày thấy cái lật lọng nó thay đổi, thấy đen trắng rõ ràng không? Mà hồi nãy kêu cái gì? Ra nó kêu cơm gà. Bây giờ nó kêu gà rắm, nó kêu cơm sườn là sao? Mình muốn kiếm chuyện hay sao ha? Ok, không sao. Chắc là muốn kiếm chuyện thôi. Bình tĩnh, nha, bình tĩnh, nha. Okay. Đâu phải đẹp muốn làm gì làm đúng không? Nhưng khách hàng là người trả lương cho mình. Bình tĩnh. Biết rồi. Dạ. Đừng có hàng học nha. Ai? Rồi, đây. Dạ, cơm sườn cô đây. Cảm ơn. Anh, tôi góp ý vậy nè. Mốt á, khách hàng dặn cái gì thì phải nhớ nốt lại nghe chưa? Dạ. Chứ người ta kêu cơm sườn mà đem cơm gà ra, mất thời gian của người ta. Dạ. Tôi là tôi dễ thương á, tôi dễ tính, còn gặp người khác là không có được vậy đâu. Dạ luôn, dạ. Chúc cô ngon miệng. Dạ. Khó chịu. Sao khó chịu vậy? Anh ơi! cái gì cô? Cơm sườn. Cơm nóng vậy? Trời ơi. Thôi cơm mình lấy trong nó ra là phải cơm nóng nó mới ngon chứ cô. Nhưng mà nóng quá tôi ăn rồi phỏng lửa rồi sao? Tôi sẽ đổ đĩa cơm nguội cho cô. Khoan, cơm nguội rồi ai ăn? Thì cô ăn. Tôi muốn ăn một dĩa cơm, không được nóng cũng không được nguội, nó phải bình thường, vừa vừa được không? Cô yên tâm, cái dĩa cơm mà vừa nóng vừa nguội mà vừa ngon là nó nằm trên hết cái dĩa cơm tôi mang cho cô đó. Chúc cô ngon miệng. Vậy nha, ăn ngoan gì thôi. Chào cô. Ê! Tức thì tức. Cái gì? Được rồi, để tôi nướng sườn mà ra mình tiếp nữa đi. Không không, cầm cái này ra, dứt nó luôn, dứt liền đi. Rồi bắt ngoan, bắt con chủ. Tôi dứt mà dứt không? Tôi cắt cái mỏ gì vậy thôi chưa? Dù sao người ta cũng là khách hàng của mình đó. Chà, giờ này vẫn chưa tới ta. Hôm qua chắc có người ngủ ngon, bữa nay không tới chắc ngủ không ngon. Một cái mỏ mà không có cái dính chai no được hả? Làm gì mà làm bè mà nhắc nhỏ đó hoài vậy? Dễ thương mà. Dễ thương sao mày không thương đi? Trời, đâu phải ai muốn cũng được. Tình duyên của ông chủ mà, ông chủ phải hưởng chứ. Nhắc một lần nữa, đừng bao giờ nhắc tới cô ta nữa, phải không? Tao nổi da gà hết trơn à. Tối qua sao? Không ngủ được luôn đó. Ám ảnh đúng không? Đúng. Triệu chứng tình yêu. Không chị, bệnh nặng luôn. Hứa cấm không được nhắc tới cô ta. Thì thôi. Tao vô ngủ á. Ông chủ. Cô dùng gì? Cho phần cơm gà. Hôm qua cô nói không ăn gà mà. Hôm qua không ăn, nhưng hôm nay ăn, được không? Được thôi. Chắc chắn gà chứ? Chắc. Đúng chặn đường người ta sao đi? Yêu rồi. Nè, sáng tao vô nha. Thiệt. Điên không? Điên cái gì? Có duyên nữa nha. Duyên gì? Thường hai người mà khắc khẩu nhau sau này dễ về sống cùng nhà lắm. Nè, tao biết ngay mà nói bậy mà. Mày làm ơn đừng nói nữa được không? Hả? Con nói bậy cái gì, cô chỉ muốn tốt cho ông chủ thôi. Tao đang điên đó. Hôm bữa ba của ông chủ lên đây như thế nào? Muốn con chủ có một gia đình như thế nào? Mà ông chủ cứ chống đối lại hoài vậy. Người già người ta chỉ mong mỏi gì đó thôi. Mà cãi hoài, ông chủ nhìn đi cô bé. Lần sau tao giật nguyên cái mỏ ra đó. Chút già nè. Không được nhắc tới cô ta nữa, được chưa? Xin lỗi cô nha. Tôi luôn tôn chỉ khách hàng là thượng đế. Nhưng mà thượng đế như cô thì tôi chịu không có nổi. Mong cô đừng giận. Từ ngày mai trở đi, cô đừng đến quán tôi nữa. Để tôi yên ổn làm ăn. Ông chủ, phụ vụ bà chủ kia kỹ nha. Cơm gà cô đây. Cảm ơn. Chúc cô ăn ngon miệng. Cái gì? Cái gì? Anh nó nghe. Cái gì vậy? Sao anh biết tôi thích ăn cơm với mắm nêm mà anh chạy vô hay vậy? Trời đất. Thiệt, từ nhỏ lớn không ai biết hết trơn á, có mình anh biết á. Cô thích ăn cơm mắm nêm? Chúc cô ngon miệng. Đè cho nướng quá. Trời ơi, sao thủ đoạn ghê gớm vậy? Thế là trời, không ngờ luôn á. cũng hên là cô ta thích ăn mắm nêm. Lỡ như không thích ăn mắm nêm, chắc cái quán này cô ta dẹp luôn quá. Biết rồi. Mà lần đầu tiên cha sanh mẹ đẻ mới thấy ăn cơm gà mà với mắm nêm, nhắc cái thấy chột bụng liền á. À, sao? Ừ. Mặc dù là thứ bảy tuần nào mình cũng làm cái cơm tấm 1000 đồng, nhưng mà con vẫn cảm giác nó cái gì đó nó khó tả, nó lưng linh lắm, nó khoái lắm. Bởi vì người ta gọi là hạnh phúc đó, hiểu không? Cha à, quên nữa, cảm giác hạnh phúc thiệt. Nhắc tới vụ nữa nhớ. Hy vọng hôm nay nha, cái mụ sim la đừng tới quậy nữa nha. Đông khách lắm, đã mệt rồi, bị mụ đó quậy chắc điên là chịu nổi luôn á. Chủ vô duyên quá. Vô duyên cái gì? Người ta tới đây người ta ăn uống thì người ta có khó chịu chút xíu, nhưng người ta cũng là khách hàng của mình, mắc mớ khó chịu với người ta. Người ta tới quậy mình chứ là ăn uống cái gì. Quậy cái gì con nói thiệt với ông chủ nha. Con thấy có vẻ yêu ông chủ á. Mình đi mình, không mình ai điên hả? Không ai rảnh mà đi chọc một người xấu xa ư là xấu xí vậy đâu. Nè, xấu xí. Tôi cấm rồi nha. Nếu vậy nha, chút xíu cô ta tới, mày ra tiếp cô ta đi. Thôi được rồi, để con tiếp cho. Sao này ngoan vậy? Trời ơi, con lúc nào không ngoan, trừ những lúc ông chủ cãi con thôi. Mà nói một tiếng trả lời một tiếng, nói một tiếng trả lời một tiếng rồi mà ngoan hồi nào? Ủa bây giờ nói không trả lời sao? Đúng không? Phải trả lời chứ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Ok. Ok. Chút xíu nữa tiếp cô ta. Ok ông chủ. Ông chủ. À, nè cô ơi, cô nói cô rồi, hôm nay là chúng tôi tiếp khách rất là nhiều, rất là bực bội nha. Mong là cô đừng tới đây cô phá nữa, ok? Ồ, dân vụ tiếp mà. Bỏ xuống luôn đi. Trời ơi, ngang ngược chưa? À không, tại tôi thấy cái quán thứ bảy hạnh phúc nè, nên tôi tới hôm nay tôi tính làm việc phụ thôi. Cô xin làm việc á? Cô nghĩ sao vậy? Ở đây ai đủ tiền trả cho cô? Khùng quá à, tôi là tôi tự nguyện làm, đâu cần tiền bạc gì, là vô khác thôi. Cần trời ơi, làm. Quy luật của người phụ nữ. Trời ơi, cuối cùng ông chủ cũng thua bà chủ. Liêu Ôi, khách tới kìa, khách tới kìa. Mọi người ơi. Dạ, tôi nói chào mọi người tới là quán cơm hạnh phúc 1000 đồng à. Chứ nha. Gãy cái lưng rồi. Nè, hôm nay cô giỏi lắm á. Không có cô tôi không biết sao luôn á. Đương nhiên rồi, tôi lúc nào mà không giỏi. Ừ, con cũng giỏi mà. Chưa bao giờ thấy khen luôn á. Làm như ở lâu ngày trong nhà cái coi thường nhau hay sao. Cũng giỏi đó, được chưa? Chẳng được, tất nhiên phải được rồi. Lúc nào không vậy? Mà giỏi như vậy có cảm ơn không ta? Cảm ơn nhiều ngàn. Ừ. Cảm ơn. Ồ, cảm ơn mà hằng học đúng không? Học cái gì? Ủa? Dạ thưa cô chủ, trễ rồi, mình về thôi. Ờ, tôi biết rồi. Ừ, xin phép về trước nha. Ờ, cô chủ. Cô chủ hả? À, dạ phải. Ông chủ. Ta cô chủ hàng hiệu. Đây ông chủ hàng pha ke hả? Tao cũng chính hiệu mà. Chính hiệu gì? Trời ta là cô chủ lớn luôn á. Người ta cô quản gia kìa. Tao có mày. Ờ hả? À, mời ông anh ngồi. À, dạ được rồi. Dạ đây. Cô chủ tôi có gửi cho cậu cái này. Ủa cái gì vậy? Dạ đây là chút tiền cô chủ muốn nguyên góp cho cái quán cơm tấm thứ bảy hạnh phúc của anh đó. Không, cơm tấm hạnh phúc bao nhiêu? cho nhiều số không quá vậy? 229 số không, 20 triệu, 2 tỷ. Hai tỷ nhiều quá, tôi không nhận được đâu. Anh đưa vô cho cô chủ anh dùng đi. Yên tâm, cô chủ của tôi á là muốn góp chút công sức để phụ với quán cơm thiện nguyện của anh, coi như là giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội và những người có hoàn cảnh đặc biệt đó. Thực ra là cô chủ của tôi muốn biết coi anh là người có đáng tin không. Và cuối cùng thì cô chủ tôi đã có câu trả lời rồi. Tôi cảm ơn đã tin tưởng tôi, nhưng mà thật sự số tiền nó quá lớn đối với tôi, chắc tôi không dám nhận đâu. Không sao đâu. Thú thực thì cô chủ của tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Ngày mai cô chủ tôi phải làm phẫu thuật, và tỷ lệ là 50-50. Cho nên chẳng may có chuyện không hay xảy ra thì coi như cô chủ tôi cũng có chút tâm nguyện, muốn giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội. Rất mong là anh hãy giúp cho cô chủ tôi được hoàn thành tâm nguyện. Tôi xin phép ạ. Mình hiểu lầm cô ta rồi Nam ơi. Con nói ngay từ đầu rồi, cô ta là một người tốt, phải có một cái lý do nào đó cô ta mới như vậy. Tự nhiên nghe nói phẫu thuật 50-50, sao con phải lo cho cô ta quá. Sự hấp dẫn của một người con gái không phải là sắc đẹp, mà chính là sự cao quý trong tâm hồn của cô ta. Mong là cô ta sẽ vượt qua được. Ông chủ, con nghĩ chắc chắn cô ta sẽ vượt qua được và sẽ trở lại đây giúp đỡ ông chủ với con trong một thứ Bảy gần nhất. Con tin như vậy.